Người dân vượt hàng trăm cây số đến nghĩa trang Mai Dịch chờ tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nước mắt rưng rưng. Có mặt tại nghĩa trang Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội từ sáng sớm ngày 26 tháng 7, có những cựu chiến binh phải đi từ 5 giờ sáng, thậm chí có người vượt hàng trăm cây số về thủ đô tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nỗi xúc động rưng rưng, không kìm được nước mắt. Em thì bản thân em thì em thấy rất là thương bác, bởi vì là bác đã cống hiến cho nước, cho dân thì đến những cái giây phút cuối cùng bác không được nghỉ ngơi. Em rất là thương và rất là tự hào vì Việt Nam mình có một người bác vì nước vì dân như thế. Cho nên là em ở nhà em cũng khóc, em không làm được việc gì. Cho nên là em quyết định em ra đây để vừa gặp bác lần cuối, vừa được đưa bác tiễn bác. Từ hôm tôi nghe tin bác mất là tôi bồi hồi. Bố không khác gì như là bố của tôi đẻ ra. Tôi muốn bác là sống được độ 20 năm nữa để bác phục vụ cho Đảng và Nhà nước, được cho dân giàu nước mạnh thêm. Nhưng mà không ngờ bác lại đi sớm quá, mà tối hôm tôi nghe thấy tin bác mất là tôi không ngủ được. Với chúng tớ đồng bào mà, cho nên là cái tình cảm là một cái gì đấy nó rất là cao quý. Tất cả đồng bào ở trên vùng cao Tây Bắc đấy, ai cũng coi Tổng Bí thư giống như người cha của mình vậy đó. Tất cả mọi người hôm nay đến đây thì giống như là đến để đưa tiễn một người cha của mình, chứ không phải là chỉ là đến đưa tiễn một người vị lãnh đạo của đất nước. Mặc dù nghĩa trang Mai Dịch hiện đang đóng cửa chưa cho phép ra vào, nhưng trong sáng ngày 25 tháng 7, nhiều người dân vẫn ngồi chờ ở khu vực phía bên kia đường đối diện cổng vào nghĩa trang để chờ đợi giây phút tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Nắng quá rồi.